cách chạy thêm một rút và cài đặt cử chỉ vuốt một cách dễ dàng nhất mà từ trước đến giờ không thể không chúng ta không cần thao tác trên điện thoại nhà máy các bạn ạ. Tức là các bạn sẽ chỉ việc thao tác ở trên máy tính thôi. Còn khi các bạn khởi động lại, các bạn chỉ việc tem một rút lại trên điện thoại để bạn thử việc vô hiệu hóa thermo. Ok, thì đầu tiên các bạn, nếu các bạn nào sử dụng, mình nói trước, mình cảnh báo các bạn nhé. Nếu các bạn nào sử dụng X2 Premium hoặc là X3 ấy, thì các bạn sẽ inbox vào page cho mình để mình hỗ trợ các bạn, và mình sẽ lấy các bạn cái file để cài cử chỉ vuốt dễ dàng này, thì mình sẽ lấy để mình có thể làm cho các người, để mình có thể làm cái file này cho X2 Premium và X3 nhé, bởi vì cái này chỉ có X2 mới làm được thôi. Ok, thôi mình các bạn, rồi các bạn sẽ chạy cho mình cho thêm một rút nha. Thì cái ROM H8216 em sẽ để dưới mô tả, các bạn sẽ tải về, các bạn sẽ cài đặt nha. Nếu bạn nào chưa cài driver, các bạn sẽ cài vào đây nhá. Hoặc là các bạn lấy dưới mô tả sẽ có driver cho các bạn sẽ bật lên, các bạn ấn next, ấn I agree, ấn install là được rồi. Bạn ấn mở cái new, bây giờ bạn sẽ bật ấn bạn cài driver xong, bạn sẽ bật new flasher cho mình này. Bạn sẽ cắm sạc vào nhá. À không, bạn sẽ tắt nguồn đi, tắt hẳn máy nhá, nếu mà nó bật không lên nữa này, các bạn sẽ cắm sạc vào và giữ giảm lượng nhá. Ok, nó đèn xanh này là được. Các bạn nên dùng cái dây cáp USB. Mình nói trước các bạn nên dùng cái cáp USB này nha các bạn. Các bạn không nên dùng cái dây hai đầu taxi nhá, nó sẽ bị lỗi. Ok, mình sẽ làm lại này. Ok. Các bạn sẽ ấn chữ N nhá. Các bạn sẽ ấn chữ N này, ấn chữ N, các bạn sẽ ấn chữ A cho mình này. A này. N. Các bạn đợi mình chút nhá. Cái này các bạn đợi mình chút. Ok, thì bây giờ bạn sẽ chạy bật new flasher đây à. Ok, bây giờ sẽ ấn chữ N tiếp này, nhà bạn sẽ ấn enter cho mình này. Enter. Bạn sẽ chờ nó chạy nha. Ok, bạn sẽ chờ nó chạy nha. Các bạn sử dụng X2 Premium và X3 thì các bạn muốn cách làm dễ này, các bạn sẽ inbox cho mình một lần để mình làm qua online qua TeamViewer cho các bạn, xong rồi mình sẽ lấy cái file cài cử chỉ này để mình có thể hỗ trợ cho những cái máy X2 Premium khác. Và ok, nó đang flash rồi. Nếu bước này, nếu đến cái bước nó flash cái này, nếu các bạn mà sử dụng cái file, ok, bạn đợi mình chút nhé để mình, ok, bây giờ bạn sẽ rút sạc và bạn sẽ bật nguồn nha. Đợi một chút để mình chỉnh lại cái máy quay đã. Bây giờ bạn sẽ rút sạc và bạn sẽ bật nguồn lên cho mình này. Bạn đợi một chút để mình chỉnh lại máy quay đã. Ok, mình đã chỉnh lại máy quay rồi, bây giờ bạn sẽ bật nguồn lên cho mình này. Ok, các bạn sẽ chờ nó lên nhá. Máy mình unlock rồi nó mới như này. Còn máy các bạn không unlock thì sẽ lên logo Solid luôn. Cái này cũng không ảnh hưởng gì các bạn ạ. Mình chỉ làm cho những cái máy đã chưa unlock thôi. Bởi vì cài cử chỉ cho những máy chưa unlock thôi. Còn máy có thể unlock rồi thì up custom ROM nó có sẵn luôn, không cần nữa. Ok, các bạn sẽ chờ nó lên nhá. Khá là lâu đấy các bạn, boot được khá là lâu. Mình hay sử dụng là ROM Project SC mà mình sẽ làm video sau nhé. Ok, bạn sẽ vào cài đặt và sẽ bật giờ giới thiệu điện thoại này. Bạn sẽ bật số bản dựng, các bạn bấm 7 5 lần nhé. À 7 lần cho mình nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, nó bảo là bạn đã là nhà phát triển nhiều đường nhé. Bạn dẫn quay lại này. Bạn vào hệ thống này.
Hoặc nâng cao, các bạn sẽ ấn vào tùy chọn cho máy triển nhá. À không phải. Chưa rồi. Các bạn sẽ ấn tùy chọn cho máy triển nhá. Mình nói hơi nhanh bạn thông cảm. Ok thì các bạn sẽ bật Glow USB lên. Ok. Và sẽ cắm sạc nhá. Ok. Nó đang sạc này rồi. Bây giờ bạn sẽ mở cái thư mục ROM Temroot này nhá. Ok, thì ở đây chúng ta đang có cái file để chỉ để Temroot nhá. Cái X2, X3, X2 Premium cũng có thể làm được. Nhưng mà cái file các bạn sẽ làm thủ công theo cái video phần 1 của mình nhá. Còn X2 ấy, hoặc các bạn muốn làm luôn thì mình sẽ các bạn inbox cho mình thì mình sẽ làm từ A đến Z cho các bạn từ X2 Premium và X3 nhá. Nếu mà còn nếu mà trong cái mô tả ấy, nếu mà có mình để cái link của cái file XOM này, nếu mà mình để X2P và X3 thì các bạn không cần inbox cho mình nữa, bởi vì lúc đấy mình khá là lười làm các bạn ạ. Ok, bây giờ sẽ bật cái file Temroot này lên nhá. Bạn sẽ bật cái file tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được. Các bạn nào chưa cài driver ADB thì bạn bật lên cho mình và bạn ấn install nhá. Đấy là bạn nào chưa cài thôi, còn nếu mà nó ghi tích như này rồi không cần nữa. Ok, mình sẽ add the data, mình mở lại. Ok, bạn sẽ enter nhá. Ok, thì lần đầu các bạn chạy ấy, lần đầu các bạn chạy thì bạn sẽ copy hết cái dòng này lên. Còn các lần sau nếu mà bị lỗi các thứ đấy thì các bạn sẽ phải sử dụng cái lệnh này. Các bạn đợi mình chút. Cái lệnh này mình sẽ để ở dưới mô tả. Các bạn sẽ chỉ việc vào các bạn lấy thôi. Những cái lỗi mà replay gì ấy, hoặc nó bị lỗi, nó bị kẹt đấy, không chạy được, các bạn sẽ dán cái lệnh này vào nhá. Đấy là khi các bạn chạy bị lỗi ấy, thì bạn tắt đi, bạn bật lại, xong bạn nhập được cái lệnh này vào nhá. Bạn dán cái lệnh này vào nhá. Hoặc bạn copy vào, bạn sẽ dán vào. Còn đây nếu bạn là lần đầu bạn chạy ấy, không phải lần thứ hai, lần đầu tiên các bạn chạy thì các bạn sẽ copy hết cái này và các bạn sẽ ấn copy như này. Các bạn sẽ ấn chuột copy, ấn chuột trái để copy nhá. Ấn chuột phải và ấn chuột trái và giữ và kéo vào đây. Ok, nó ra như này, các bạn sẽ ấn bôi đen bôi xanh như này, các bạn sẽ ấn chuột phải hai lần nhá. 1 2. Với Windows 7 các bạn sẽ ấn enter nhá. Ok, các bạn sẽ chờ bạn, trong lúc Temroot các bạn đừng có mở ứng dụng nào khác, các bạn tắt hết tất cả đi. Ok, Temroot, Selenium các thứ này. Các bạn đừng tắt màn hình và tắt tất cả ứng dụng, xong tắt màn hình đi nhé, để cho nó có thể tỷ lệ thành công sẽ được cao như này nhá. Ok, các bạn sẽ chờ nó tiếp. Ok. Các bạn sẽ ấn đến nước này, các bạn không các bạn ấn lại su nhá. Các bạn ấn lại hoặc bật điện thoại này. Ôi giời, điện thoại này nó hơi khoai tí các bạn ạ. Các bạn sẽ vào Magic Manager này. Ok, thì bên này các bạn sẽ không bật wifi các thứ, bạn đừng ấn cầm đấn nha. Tí các bạn sẽ ấn lệnh su này, su này, enter. Ok, đứa này sẽ ấn confirm cho mình này. Bạn ấn confirm cho mình. Đó, ok, nó sẽ báo như này thôi. Bây giờ bạn sẽ vuốt lên cho mình này. Bạn sẽ bấm cái này và bạn sẽ chuyển cái này thành từ đang sạc, các bạn sẽ chuyển thành truyền tiếp nhá. Như này cho mình. Ok. Đến bữa này nó bị lỗi này, bạn sẽ tắt đi bật lại cho mình này. Bạn sẽ bật lại cái Temroot lên, nó báo cái đấy là lỗi nhá, không được đâu. Bạn sẽ ấn enter. Ok. Bạn sẽ ấn lại SU này, SU này, bạn ấn enter cho mình này. Ok. Bạn đừng chuyển chế độ nhá, các bạn để truyền tiếp cho mình này. Ok. Bây giờ bạn sẽ vào, các bạn sẽ lên máy tính, các bạn mở cái thư mục của điện thoại các bạn lên này. Cái này cho X2 nhé, X2 Premium thì các bạn, hoặc X2 Premium cũng được. Nếu mà các bạn vào trong thư mô tả, các bạn thấy có cái file OEM X2P thì các bạn sẽ có thể lấy các bạn làm như X2 này nhé. Nhưng cái file này sau khi mình liên hệ với một số bạn mình làm xong rồi, mình sẽ để dưới mô tả, các bạn sẽ có thể làm theo X2P, X2P các bạn có thể làm theo như này được nhé. Bạn sẽ copy cái file này vào, các bạn sẽ tải về, các bạn sẽ copy vào điện thoại như này. Bạn sẽ copy vào bụi ở trong nhé. Bạn đừng copy vào một cái thư mục nào cả, bạn sẽ copy vào bụi ở trong cho mình. Ok, ở đây các bạn sẽ ấn copy and replay nếu mà đã có sẵn rồi. Ở đây mình đã có sẵn rồi, mình chỉ copy and replay thôi. Ok nhá. Nếu mà có tiếng quạt thì các bạn thông cảm cho mình, bởi vì mùa này khá là nóng mà. Ok, thì bạn sẽ ấn, bạn nhớ bạn sẽ copy vào trong thư mục ở trong vùng chung như này. Bạn đừng copy một thư mục vào trong này cả, bạn sẽ copy vào cái bộ ở trong như này nhá. Và bạn thấy có trong đấy có cái file OEM này rồi. Nếu mà X2 Premium ấy mà mình sẽ để, nếu mà có file trong nếu mà mình chưa nhờ được các bạn ấy, nếu mà mình nhờ được các bạn rồi thì mình sẽ có cái file X2 Premium ở dưới, các bạn sẽ nó sẽ tên là X2P hoặc X3.
Nói chung là các bạn tải về nhé, nếu mà các bạn chưa có các bạn, nếu bạn mình chơi mình cập nhật đấy, các bạn sẽ inbox cho mình qua Facebook nha, để mình hướng dẫn các bạn, mình sẽ làm cho các bạn luôn và mình sẽ lấy cái file như này cho X2P và X2P nhá. Cảm ơn các bạn. Mình làm thế mình sẽ cảm ơn các bạn nhá. Ok, bây giờ bạn sẽ bật lại cửa sổ tem rút lên này. Tab tem rút bạn sẽ ấn vào DDX này. DD. Bạn ấn DD và bạn cách lên nhá. Các bạn nhập chữ IF. Cái lệnh này mình sẽ để dưới mô tả nhá. IF này, bằng này. Các bạn ấn dấu bằng này, các bạn ấn gạch ngang này. Các bạn đợi mình chút để mình cho cái chữ là to lên đã. Cái chữ này hơi nhỏ các bạn ạ. Ok. Các bạn sẽ ấn def dev như này nha các bạn. DDIF bằng này. À không, không phải. Các bạn sẽ cách xóa cho mình này. Các bạn sẽ ấn vào gạch ngang này. Các bạn sẽ ấn SD. SD C SD card. Card như này các bạn sẽ ấn gạch nhá. Ok, các bạn sẽ copy cái file, tên file cho mình này. Cái tên file OEM-EZ2 Gesture. Nếu bạn lại X2 Premium ấy thì các bạn có thể các bạn sẽ copy hết, nói chung copy cái file này nhá. X2 Premium thì nó sẽ là X2P. Nếu bạn không thấy trong mô tả thì bạn inbox Facebook cho mình nhá. Nếu các bạn thấy rồi bạn sẽ tải về, bạn sẽ làm như X2 này cho mình. Ok, bạn sẽ ấn Ctrl V. À không, bạn sẽ ấn chuột phải nhá. Nếu mà không được các bạn ở Win 7 vậy các bạn. Ở Win 7 các bạn sẽ ấn chuột phải để bạn ấn paste. Còn ở Win 10 các bạn sẽ ấn như này nhá. Ấn chuột phải sẽ được như này. Ok, đến bước này các bạn sẽ ấn vào chữ OF này. Ok. OF bằng. Ok, OF bằng này, các bạn sẽ ấn bằng này, các bạn sẽ ấn gạch ngang nhá. Được def này. Các bạn sẽ nhập như này cho mình nhá. Gạch ngang này, block này, các bạn nhập đúng từng một dòng chữ một cho mình. Bởi vì nếu mà sai thì điện thoại của bạn có thể đi đời luôn. Gạch ngang này. BY này, by này, các bạn ấn gạch này nhá. Ok. Các bạn ấn by trừ này. Name này. Name nhá, các bạn sẽ ấn gạch ngang này. Ok, bạn sẽ ấn vào quay đầu một chút. Quay đầu một chút nha. Bởi vì bây giờ bạn phải có một cái bước bổ sung. Bạn sẽ tải lên server đấy, bạn tải cho mình ứng dụng là Device Info HW về. Bạn đợi một chút. Nên xin bác nó nhiều quá. Cái bước này để chúng ta khắc rõ lại cái phân vùng đang hoạt động là phân vùng nào. À thôi, không cần đâu các bạn. Các bạn sẽ ấn như này nhé. Các bạn sẽ ấn vào OEM này. Gạch ngang như này nhé. Các bạn sẽ ấn OEM. Các bạn sẽ ấn gạch ngang này. Gạch ngang này. Các bạn sẽ ấn chữ A nhé. Ấn A chữ A này. Ok, bạn nhập đúng như này cho mình. Nếu là XZ3, XZ2 Premium hoặc XZ3 ấy, các bạn sẽ xuống mô tả. Mình nói một lần cuối cùng. Nếu bạn xuống mô tả, các bạn không thấy cái file này. Không thấy cái file OEM này. Cho XZ2P hoặc EZ3 thì các bạn sẽ inbox vào page Facebook của mình. Còn nếu mà có rồi bạn sẽ tải về, bạn sẽ làm như này cho mình nhá. Ok, bây giờ bạn sẽ ấn sở u bạn như là thăng này mới được nhá các bạn nhá. Nếu mà vẫn là cái hình tiền đô là không được nhá. Ok, bạn sẽ ấn enter này. Bạn nhớ copy cái file này vào trong bộ nhớ trong của máy và bạn sẽ làm cái lệnh này nhá. Các bạn nhập đúng từng dòng chữ một cho mình, bởi vì nếu cái này nếu mà sai ấy, là các bạn sẽ đi máy luôn, là máy không còn nữa các bạn ạ, nó sẽ không lên nguồn nữa. Một người đã bị cái trường hợp như thế rồi các bạn. Bạn đợi nhé, bạn đợi nó tầm khoảng 1-2 phút. Ok, nó ghi copier như này, 14 MB trên giây các bạn sẽ ok nhé. Bởi bạn sẽ phải, bởi vì mình không biết được, bởi vì mỗi máy là sẽ có một cái phân vùng A, phân vùng B khác nhau. Bây giờ bạn sẽ ấn cái chuột này, bấm cái nút mũi tên ở trên bàn phím này. Các bạn sẽ ấn cái nút mũi tên này lên cho mình nhé. Sẽ ấn lên này. Ok, nó sẽ hiện ra cái dòng lệnh trước của bạn như này. Thì các bạn sẽ ấn xóa lên cho mình này. Chữ A này, xóa chữ A cho mình này. Và các bạn sẽ để chữ B nhé. Như này, ok. Bạn sẽ ấn enter này. Bạn cứ làm thế cho chắc ăn các bạn ạ. Đây là cách làm dễ nhất. Không cần thao tác trên điện thoại bạn, chỉ thao tác trên dòng lệnh thôi. Còn tem root không cần máy tính ấy, thì các bạn sẽ, bởi vì mình đã cái trong file OEM này, mình đã để sẵn cái ứng dụng Remote ADB Shell rồi. Các bạn nói, mình nói một lần cuối cùng, một lần nữa, X2P, các bạn không thấy file trong mô tả thì các bạn sẽ lên inbox fanpage Facebook của mình. Mình sẽ để dưới mô tả các bạn, để các bạn inbox và mình sẽ làm cho các bạn từ A đến Z nha. Các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Còn nếu mà có rồi các bạn sẽ tải về nhá, bởi vì mình khá là lười.
bạn nếu mà có trong mô tả rồi thì mình các bạn sẽ tải về, bạn sẽ làm như này cho mình. Ok, đến bước này các bạn sẽ ấn lệnh thôi, cái này không cần đâu các bạn. Bây giờ bạn sẽ khởi động lại máy nhá, bạn sẽ ấn khởi động này. Bạn không cần thao tác gì nhiều trên điện thoại cả. Bởi vì mình đã nghĩ là một cách nó dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Ok. Kích hoạt wifi, nói chung bây giờ đã khởi động lại rồi, bạn không cái này không có tác dụng nữa đâu. Bạn sẽ x đi nhá. Rồi bạn sẽ chờ nó lên này. Ok thì sau total line nếu bạn thấy ít happy thì nếu có wifi này thôi mô tả bạn sẽ tải về nhé. Bởi vì lúc đấy mình đã có nhờ những người bạn có thể những bạn bè bạn người mọi người trên YouTube mình còn sợ chút cho mình thì mình sẽ có thể cài đặt cho các bạn. Mình sẽ để cái file ít happy ít ba ở dưới mô tả bởi vì ở đây mình chỉ có ít hai thôi. Ok thế này các bạn sẽ là tất cả đã thành công hết rồi. Bây giờ bạn chỉ việc bật màn hình lên đổi launcher và sử dụng thôi. Và đấy các bạn, nó sẽ tự động có cái ứng dụng Remote Adobe Shell. Và tất nhiên các bạn không xóa được nhé, nó chỉ tắt đi được thôi. Ứng dụng này là cần thiết bởi vì các bạn sẽ cần để tem root không cần máy tính. Đây các bạn, đấy các bạn ấn connect và nó sẽ được như này luôn, các bạn không cần làm cái gì khác cả. Và netsheet cho mình này. Ok, nói chung ok. Bây giờ các bạn sẽ để các bạn làm bật cử chỉ word đây, các bạn sẽ vào trong đây, bây giờ các giao diện nó được bo tròn lại rồi các bạn. Đây công lượng các thứ bị bo tròn lại này, các bạn sẽ bật vào cài đặt nhé. Các bạn sẽ vào trong ứng dụng thông báo này, các bạn ấn vào ứng dụng mặc định này, các bạn ấn vào cái ứng dụng trên màn hình chính nhé, các bạn ấn này chính chạy pixel. Ok bạn sẽ ấn bây giờ bạn sẽ vào cài đặt nhé, các bạn hệ thống này, các bạn ấn vào cử chỉ này, ấn cử chỉ này, các bạn ấn vào cái di chuyển trên hệ thống nhé, các bạn ấn vào di chuyển bằng cử chỉ này. Ok thế là xong rồi, cũng khá đơn giản thôi. Ở đây mình có một cái số lỗi các bạn, để các bạn có thể khắc phục nhé, bởi vì đôi khi nó sẽ bị một số lỗi như này. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ tối, tăng mode nhé, bây giờ bật lên này. Ok, rồi và sau khi bật lên thì nó sẽ bị liệt như này, nó sẽ bị liệt như này. Bạn sẽ ấn quay lại cho mình này. Ok, như này các bạn sẽ nó ra rồi như này, các bạn sẽ ấn vuốt lên như này. Nói chung là nó khá là lỗi các bạn, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được. Thì nói chung là đến lúc này nếu các bạn muốn nhanh nhất thì các bạn sẽ khởi động lại máy cho mình nhé. Đây mình sẽ làm các bước thủ công để đỡ phải khởi động lại máy các bạn. Bạn sẽ vào ứng dụng thông báo, bạn sẽ tìm thực hiện Visual rồi. Bạn ấn vào cái cài đặt bổ sung nhé. À không, các bạn sẽ ấn vào. Nói chung bây giờ bạn sẽ khởi động lại cho máy cho mình cho nó nhanh các bạn ạ. Inside Premium hoặc Inside 3 các bạn sẽ inbox Facebook cho mình nhé, để mình làm cho các bạn, là mình sẽ tạo cái file này để cho những người khác có thể sử dụng theo. Ok, nói chung bị lỗi thì các bạn cứ khởi động lại máy cho nhanh các bạn, cho nó nhanh các bạn, bởi đây nó chỉ là beta thôi. Windows D. Nó khá là chuối khi mà lướt mãi nó mới lên các bạn. Ok, bây giờ các bạn sẽ vuốt cử chỉ bình thường rồi các bạn. Chỉ mỗi khi bạn chuyển cái chế độ kiểu như chuyển chế độ tối các thứ trong cài đặt ấy, nói chung là nó bị lag, nó đi đơn một lúc ấy, là nó sẽ phải relauncher lại như thế nhá. Ok, còn cái hình lên ở góc các bạn đừng quan tâm. Còn cách tem root không có máy tính thì các bạn sẽ, mình đã để cái link này rồi. Link này mình các bạn sẽ để dưới mô tả để vào cái trang web này nhá. Các bạn sẽ chạy cái lệnh này, các bạn sẽ copy hết như này và các bạn sẽ dán vào điện thoại cho mình này. Copy hết và các bạn sẽ bật để tem root đấy. Sẽ sử dụng cái Remote Adobe Shell này. Và ấn connect này. Ấn connect này. Ok, bây giờ bạn sẽ bấm cái lệnh này vào là sẽ được nhé. Bạn copy và bạn sẽ dán vào đây. Nhưng các bạn sẽ ấn lúc trước lung tung này. Xong các bạn ấn bấm vào đây và ấn sao chép dán vào đây nhá. Là được. Xong rồi bạn ấn cái nút này để chạy nhá, ấn cái nút này để chạy nhá, hoặc là ở là bàn kia các thứ thì sẽ là nút run, bạn chỉ ấn là nút run là được thôi. Ok, bây mình đang hướng dẫn rồi. Nếu các bạn nào sử dụng Inside Premium ấy thì các bạn sẽ inbox cho mình Inside Premium, Inside 3 thì inbox cho mình nhá. Các bạn đừng xem tour bởi vì mình phải nhắc càng nhiều, bởi vì các bạn sẽ xem tour nhiều, các bạn xem tour nhiều mình phải nhắc nhiều. Ok, mình đã cài đặt cử chỉ vuốt rồi. Còn okay, bây giờ mình có một chủ đề cuối, đó chính là cho những cái bạn sau khi cài cử chỉ vuốt như này rồi
mà các bạn muốn giữ khi về ROM gốc ấy. Ở đây mình không có máy nhà mạng, nhưng mà máy quốc tế của mình thì mình cũng có thể làm được. Các bạn tìm một cái ROM bất kỳ, các bạn đợi một chút để mình lấy một cái file ROM này đã. Máy nó khá là lag các bạn, khá là cay. Ok. Ok, thì các bạn sẽ vào đây. Các bạn tìm. Ở trong này hình như ok. Ok, khi bạn úp ROM ấy, các bạn sẽ vào cái file thư mục của file ROM như này. Các bạn tìm trong file ROM ấy, trong thư mục ROM ấy, các bạn có cái file nào liên quan đến OM. Nói chung OM.map này, OM author.map này, OM author scene này, OM này. Thì các bạn sẽ xóa 1 2 3 4. Các bạn sẽ xóa 4 cái file này đi và các bạn sẽ chạy là sẽ được nhá, là nó sẽ chạy được, nó sẽ không bị mất cử chỉ khi bạn về ROM nào cũng được. Nói chung ROM nào các bạn sẽ tìm hết có file OM như này, xóa tất cả cho mình. Xong bạn chạy là nó sẽ không bị mất cử chỉ nhá. Hoặc nếu các bạn cho về Android 10, Android 9 ấy, thì nếu các bạn hạ về Android 9 thì nó vẫn được thôi. Các bạn nếu mà xóa này vẫn được. Nó sẽ cử chỉ nó sẽ không khả dụng thôi, nó sẽ không dùng được cho đến khi nào các bạn lên lại Android 10 và các bạn sẽ cũng không xóa những cái file này. Ok. Ok, thôi. Nói chung là để giữ cử chỉ các bạn sẽ xóa tất cả những file này đi. Và nếu bạn về ROM gốc các bạn phải về Android 10 nhá, bởi vì chỉ có Android 10 nó mới có cái cử chỉ đó các bạn. Android 9 không bao giờ có đâu. Cử chỉ của Android 10 không thể nào của Android 9 được. Cử chỉ đấy của Android 10 không thể nào Android 9 mà có được. Nha các bạn. Ok. Đây là bao gồm cả temp root không cần máy tính rồi. Nghĩa là các bạn chỉ việc flash cái file img này là các bạn có thể temp root luôn, không cần máy tính. Sau khi reboot lại, các bạn không cần temp root lại lần nào trên máy tính nữa, mà bạn sẽ dùng remote ADVCL này. Ok, thôi nói chung như thế nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Nói chung là mình nói hơi bị nhanh quá các bạn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn nhé. Ok, bye.